đầu tư từ 10.000 cho lên cho tới 30 tỷ nha các bạn. Có nghĩa là lúc mà kinh tế đi xuống á, xuống 20-30%. Xin chào các bạn, hello, welcome back to Sức Khỏe Health Tips. Mình là Tâm. Cái tin tức của cái đài chính là CBS ở khu Bay Area là Oakland đó các bạn. Các bạn có biết là câu chuyện mình nghe mà mình rợn da gà luôn các bạn biết không? Là ngay ban ngày có cái tiệm 7-Eleven, người ta chuẩn bị đem đem đồ đến như là stocking đó các bạn, để như đem tới để cho cái tiệm để bán, thì cái chiếc xe đem đến là chuyên môn đem thuốc lá mà cây các bạn biết không, là nằm trong thùng 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 thùng. Thì cái này thì không biết như thế nào mà người ta cũng nghi là sẽ bị problem. Thành ra cái tiệm cái hãng thuốc lá đó, cái hãng mà bán thuốc lá này nè, người ta đã mướn security bảo vệ đi theo. Thì khi mà cái xe truck delivery đó các bạn, nó đến, nó đậu ngay trước cái tiệm 7-Eleven, nó dè đến rồi nó kéo xuống cái step xuống, cái người security guard đi đến trước cái tiệm đứng nhìn ra chiếc xe. Các bạn có tin không, trong vòng mấy giây, có mới đầu là 3 người nhưng mà sau này tổng cộng là 8 người bận đồ che mặt đồ hết. Có một người cầm súng dí vô đầu của cái người security guard, làm cái người đó phải giơ tay lên giống như là đầu hàng các bạn. Cái chuyện nó không ngờ là các bạn biết không, là mình chiếc xe này người ta biết là maybe bị problem, người ta mướn security guard, người bảo vệ để protect chiếc xe, mà không ngờ first thing mấy người ăn cướp này tấn công là tấn công ngay cái người bảo vệ, mà giống như rất là pro các bạn biết không, là rất rất là chuyên nghiệp. Nó đập tới là nó không có chú ý gì chiếc xe truck ngay lúc đó hết trơn á, đập tới là nó chỉ súng cái người bảo vệ ngay lập tức, làm cái người bảo vệ phải giơ tay lên, không có làm được gì hết, đứng yên. Thì nó ập vô, nó nhào vô giống như ruồi vậy các bạn thấy không, nó bu tới, nó dở ngay cái đùi ông đó có cái súng, giật cái súng, có luôn cái đồ taser mà để sạc điện, giật luôn cái đó luôn. Rồi cuối cùng nó đè ông xuống, nó bắt ông ngồi xuống đất, xong rồi nó ập vô, nó leo lên xe truck, nó bưng mấy cái thùng thuốc lá. Mà các bạn biết không, ở trên Oakland ấy, mấy cái chỗ mà bị ăn cướp ăn giật đồ ấy, là vô lấy tiền mặt với lấy thuốc lá. Thuốc lá mà nó lấy là cây 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 vậy đó. Các bạn biết một cây ấy, là tùy theo loại nhưng có thể trên 100 đồng một cây. Mà cái này là thùng thùng như vậy nè. Thì người ta đoán ấy, là cái hãng mà delivery thuốc lá này ấy, mất có thể từ mười mấy ngàn trở lên. Tại vì nó chung mà nó làm tổng cộng ngắn gọn thôi, trong vòng 90 giây là in and out done. Nó không có bước vô cái tiệm 7-Eleven mà somehow nó theo dõi, nó biết là cái xe truck đó, cái bảng hiệu đó là sẽ đem đồ đến delivery cho cái tiệm 7-Eleven này. Thành ra vừa xuống vừa để cái cầu thang để cho đi lên đi xuống là nó ập vô, nó tấn công cái ông bảo vệ immediately, ngay ngay lập tức liền, làm ổng giống như là có mướn bảo vệ cũng vô dụng, ổng cũng không có gọi anh quanh 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 không làm gì được hết. Mà cái súng của ổng á thì nó lấy, mình không biết nó làm gì, nó lấy mất tiêu, có thể nó lấy nó đi làm chuyện khác, các bạn đang làm chuyện xấu. Và cái súng mà điện giật nó thấy không có giá trị, giục quần bời. Mà bây giờ tổng cộng là 8 người mà không có bị bắt, chưa có tìm được ai hết trơn. Nó trong vòng chút xíu là nó thanh toán, nó chạy mất tiêu. Mà trong cái đó nó làm ngay giữa ban ngày, cái ông owner của cái 7-Eleven lúc đó đang ở trong tiệm, nhìn thấy trên cái màn ảnh của ổng là thấy nó đang cướp ngay trước cửa ổng, ngay sau lưng cái kiến á, mà ổng không làm được gì hết. Mà trong đó, trong tiệm ổng đang có 5-7 người khách, ổng sợ quá, thành ra ổng sợ quá ổng chạy ra ổng khóa cửa lại luôn, ổng nhốt 5 người khách với cộng ổng trong inside, đợi cho nó xong hết đi rồi ổng mới dám mở cửa ra. Cái này hi hữu quá các bạn, càng ngày nó càng loạn. Mà nó biết là cảnh sát, đến nỗi mà người ta interview cái người owner của cái tiệm, ổng cũng công nhận là ổng cũng report những cái chuyện này xảy ra, rồi những cái người owner chung quanh nó cũng report những cái chuyện này xảy ra. Mà người ta nói là ổng không thấy có cái gì mà chính quyền làm để giống như là giúp cảnh sát đi tuần nhiều hơn hay gì đó để cho chuyện này nó xảy ra ít hơn. Ổng không có thấy có cái gì improvement, không có gì tiến bộ,
về cái sự bảo vệ cho dân đi shopping ở mấy cái khu này. Mở business đó nguy hiểm quá ha. Ừ, mấy cái này bây giờ làm ăn rất là khó, mà nó vô nhiều khi nó làm nó đi ra hơn nhiều khi nhiều thằng nó bạo động. Sau đó thì cũng thấy có xe cảnh sát đến ha. Mà cái này nó làm ngay giữa ban ngày, có nhà hàng rồi chung quanh người ta đứng người ta quay phim đủ thứ ăn gõ trên đồ, xe đồ tùm lum hết. Mà trong khi đó cái ông owner ông cũng có camera riêng của ông nữa, mà nó đâu có sợ. Mà tới bây giờ là xảy ra là cũng bao nhiêu tiếng đồng hồ rồi mà cũng không có manh mối, cũng không có đâu có bắt được ai đâu, mà nó làm nhanh, quá, làm nhanh mà càng ngày nó càng pro nữa, em biết không? Dạ. Giống như là nó có organize, giống như nó có tổ chức vậy đó. Dạ. Giống như nó có đồng, nó có người đứng trên ở dưới rồi đệ tử rồi này nọ, nó làm việc rất là giống như lính vậy các bạn biết không? Nó rất là càng ngày nó càng bạo mà nó càng giỏi, mà cũng mình cũng mong là những chuyện gì nó xảy, những chuyện này nó xảy ra nhưng mà nó đừng có bạo động, là nó đừng có bắn súng, nó đừng có giết người. Ít nhất cũng chuyện này xảy ra ok, cái tiệm này nó mất đồ nhưng mà cũng không có ai bị thiệt mạng hay là bị thương. À, thì cũng hên là cái chuyện lỗ hết mớ, nhưng mà điều cũng mừng là chưa có đến nỗi mà nguy hiểm lắm. Cái ông security guard này chắc về chắc sợ luôn, mà không biết còn đi làm nổi nữa không nữa. Thấy ông cũng già hả? Thì mấy người này thường thường là thí dụ như cựu cảnh sát hay là dân hồi xưa đi lính, đúng không? Dạ. Bây giờ già thì đi làm mấy cái ngành security ví dụ như đó thì người ta nghĩ là không, nó cũng an toàn đấy, mấy không, nhưng mà thời giờ thì đâu biết được. Nhìn như cái hoàn cảnh như vậy thấy không biết nói làm sao nữa. Lỡ mà mình đi ra đường mà thấy vậy sao hả, mình chạy à, thì mình ở đâu mình trốn ở đó, mình khóa cửa lại thôi. Giống như ông chủ vậy đó, ông có 5 customer, 5 người khách của ông ở trong đó, ông ra ông khóa cửa luôn. Ông để yên trong đó luôn rồi, ông sợ nó vô, em biết không? Ông đâu có biết là nó đang cướp cái xe không hay là ăn cướp cái ấy. Người ta hỏi ông là cái này có phải là tay trong không, ông nói ông không biết, nhưng mà ông nghĩ là có thể nó nhận ra được chiếc xe delivery truck đó, cái có cái hiệu rồi đó, nó biết thành ra nó theo nó biết cái xe này là chuyên môn delivery thuốc lá, thành ra nó đi theo, nó canh sẵn hết trơn rồi. Mà là thuốc lá mắc tiền quá anh hả? Em không ngờ là mắc tiền thế vậy á. Một gói là 10 đồng mà một package, một cây Việt Nam gọi là một cây á, dạ, là hình như 10 gói. Ừ. Cái này không biết đúng nhau như không nghe các bạn, mình không biết, mình không có thuốc lá, không biết một cây bao nhiêu gói, nhưng mà một cây ở Việt Nam là 10 một cây. Chứ. 10. Thì đó thì là một cây người ta nói trên 100 đồng. Dạ. Mà tùy theo hiệu nữa, có hiệu thì rẻ hơn, anh thấy có một hiệu 8-9 đồng bán ra đó là một gói, thì là nếu như vậy thì cũng 90 đồng, còn cái hiệu cao hơn. Thí dụ như nãy nó có chiếu hiệu Marlboro thì có thể cao hơn, thì là nếu nó bán ra thị trường là gần 100 đồng một cây, mà nó vớt bao nhiêu thùng mình đâu biết được đâu, thì người ta đoán là trên mười mấy ngàn trở lên. Wow. Ủa anh, mà hút thuốc lá cái hút điện với hút khói, dĩ nhiên là hút điện là ít hại hơn hút khói phải không? Hút điện là khác, nhưng mà hút điện thường thường người ta bỏ flavor thơm strawberry này nọ đồ vô. Yeah. Nhưng mà có người ta ghiền thuốc lá, người ta bỏ nicotine là cái chất mà nó làm ghiền á. Yeah. Người ta bỏ vô đó người ta hít thì nó cũng xem tiên thôi. Có một cái là cái khói nó different. Nó là cái dầu đó, nó nằm ở trong cái ống, là cái ống nó khi em hít có cục pin. Oh, yeah. Cục pin nó làm như cái đó như là nóng lên á, cái nó biến thành khói. Mà cái khói đó mình ta phạ ngoài đường mà lỡ mình đi ngang mình hít cái đó, mình cũng có độc giống như cái khói thường không ta? Nhẹ hơn nhưng mà người nói second hand smoke cũng nguy hiểm ha. Yeah, bây giờ bắt đầu người ta cũng ban mấy cái chuyện đó rồi. Yeah. Hồi xưa người ta làm phù với lại sometimes cái xe mình đi ngang mình thấy mịt mù luôn. Yeah. Yeah. Mà thường thường cái đó nó không có smell giống như là thuốc lá. Có bạn đặt câu hỏi đó, là trong cái video vừa rồi là mình có chia sẻ về tiền đầu tư đó, ví dụ như bỏ vô S&P thì người ta nói là tôi đầu tư trong S&P rồi tôi về già rồi kinh tế nó xuống rồi tôi không có tiền rồi làm sao. Cái đó các bạn, cái này mình chỉ nói sơ lúc đó thôi, còn nếu mà muốn nói chi tiết hơn thì là khi mà mình đầu tư tiền bạc về chứng khoán như chơi stock, chơi S&P, bất cứ cái gì mà về đầu tư, những cái gì mà mình chia sẻ đó các bạn là cái kinh nghiệm của mình học
của cái những cái người mà đầu tư nổi tiếng ở trên nước Mỹ nha các bạn. Mình cũng không có rành về đầu tư. Sự thật mà nói là mình tìm hiểu cái này rất là trễ, mình đã bây giờ 50 mấy tuổi rồi. Nếu mà phải chi mình biết cái này lúc mà mình 20 mấy 30 tuổi thì bây giờ là mình cái cơ hội đầu tư mình có nhiều kinh nghiệm các bạn biết không. Thành ra mình cái này mình có cái gì mình biết mình chia sẻ, mình cũng phải học Every Single Day, ngày nào mình cũng học tìm hiểu thêm đó các bạn. Thì khi các bạn đầu tư thì các bạn phải tìm hiểu thêm nha, trước khi làm những chuyện này. Thì nếu mà ai mà còn trẻ thì là mình đầu tư cái kiểu Việt Nam mình gọi là ngầu ngầu một chút, tiếng Mỹ nó gọi là aggressive, có nghĩa là mình đầu tư hơi risky, có thể hơi có thể mất tiền, nhưng mà nếu mà lời là rất là cao. Cái lý do mà người trẻ đó người ta làm được như vậy là tại vì người ta có thời giờ, người ta chưa có cần cái tiền về hưu. Người ta lỡ mà kinh tế có đi xuống thì người ta chờ 5-3 năm người ta đừng có bán, người ta để đó rồi từ từ nó kinh tế nó lên. Cái kinh tế là lúc nào nó cũng đi xuống, đi lên, đi xuống. Rồi sometime nó cũng trùng hợp với lại vấn đề chính trị nữa các bạn biết không. Ví dụ như có cái anh kia mới nãy có cái comment nói là cái thí dụ vừa rồi là cái tiền compound interest ấy, mà nói không có sự thật là tại sao nói 10%. Mình có giải nghĩa rõ mà chắc anh không có nghe, là cái CD hiện tại bây giờ cao nhất là khoảng chừng 5.3, 5.7. Còn cái 10% đó là mình nói đi đầu tư. Ví dụ như S&P, trong cái lịch sử của S&P từ 190 năm nay là tính trung bình ra là 10%, trên 10%. Các bạn biết không? Nhưng mà không phải là năm nay 10%, năm nào cũng 10%. Có nghĩa là sometime nó 7%, sometime nó 13%, sometime nó 14%, sometime nó 6%. Nhưng mà mình đi dài hạn, mình đâu có sợ. Tính trung bình ra là khoảng 10%. Hiện giờ của mình right now là được 9%. Cái S&P rất là an toàn, nhưng mà nó cũng có cái sự nguy hiểm của nó. Nhưng mà tuy rằng cái sự nguy hiểm nó nhỏ hơn những cái khác. Thí dụ như các bạn mua những cái chứng khoán riêng cho một hãng, còn cái này là mình mua của 500 hãng lớn. Nhưng mà nó cũng có cái sự nguy hiểm. Nhưng mà nếu mà mình tính khôn, thì là thí dụ như mình tới bây giờ mình đang 40 tuổi đi, mình bỏ vô S&P là mình thoải mái, mình còn tới 25 năm nữa mình mới về hưu, thì mình cứ đầu tư bình thường, mình đừng có bây giờ lấy tiền ra. Mình chỉ lâu lâu mình 2-3 tuần mình vô mình check coi nó lên xuống như thế nào thôi, kinh tế lên xuống ở ngoài đời làm sao không thành vấn đề. Đừng có nghe cái đài này nó đồn cái gì đó cái đi bán 20-30% nó tuột xuống, cái chừng mua lại, cái lúc nó lên rồi mới mua, lúc là mua cào, cái đó là không đúng. Thì khi mà mình gần tới tuổi về hưu á, ví dụ như còn 5 năm nữa thì mình coi cái kinh tế nó như thế nào. Thì ví dụ như mình đang, cái này nói thí dụ thôi nha, 100% của mình là S&P hết, rất là giản dị. Thì khi mà mình gần tới tuổi về hưu thì mình nên, thí dụ như mình nên lấy 50% của cái tiền đó mình lấy ra, mình có nghĩa là mình bán ra nhưng mà mình không có lấy tiền ra, mình bán ra mình đem đi đổi qua cái gì khác an toàn hơn. Thí dụ như mình bỏ qua mấy cái bond, thí dụ như vậy. Còn nếu mà mình rút tiền ra, mà cái này các bạn phải nhớ nha, cái này là cái brokerage account, là tiền mình đầu tư nhưng mà không phải là 401k nha các bạn. 401k thì tới tuổi về hưu mình mới được lấy. Còn cái này á, là tiền mình đầu tư riêng trong tiền túi của mình, thì là mình bán ra bất cứ lúc nào cũng được hết. Thì khi mình lấy tiền ra mà mình cảm thấy mình sắp tới tuổi, gần tới tuổi về hưu rồi đó, mình lấy ra bao nhiêu phần trăm cho thoải mái của mình, tại vì mình sợ kinh tế đi xuống, thì mình lấy cái đó ra mình bỏ vô CD hay là mình bỏ vô bond thì nó chắc chắn hơn. Còn cái tiền còn lại mình để đó, lỡ mà nó có đi xuống một vài năm là mình đã có 50% kia để mình xài trong cái thời gian mình chờ đợi cho kinh tế nó lên trở lại. Thì kinh tế của Mỹ các bạn cũng biết rồi, là cứ 5, 7 năm, 10 năm là nó có một cái thời kỳ nó hơi xuống tí xíu rồi nó lên. Giống như hồi vừa rồi, tháng 2, tháng 3 vừa rồi các bạn nó xuống rất là nhiều. Nhưng mà mình tự tin, mình vững. Mình nói cho các bạn nghe một cái secret nha. Các bạn biết Black Friday là của Thanksgiving là đồ sale rất là rẻ, mình giúp nhau mình đi mua. Các bạn có biết là Black Friday của chứng khoán là cái gì không? Là của chơi stock đồ là cái gì không? Có nghĩa là lúc mà kinh tế đi xuống, xuống 20-30%, cái đó là Black Friday của stock đó các bạn. Có nghĩa là cái ông mà Warren Buffett là người
đầu tư từ 10.000 cho lên cho tới 30 tỷ nha các bạn, tiền đô á. Ủa hồi đó ông có 10.000 thôi Nhưng mà ông bắt đầu từ lúc ông 5-7 tuổi cho tới giờ wow. 90 mấy tuổi tới giờ. Ông cũng thuộc về nhà giàu sẵn rồi. Ông còn đang ở cái nhà ông đang ở đó, ông mua có 35.000 thôi. Nhưng mà ông 35.000 ông mua cái thời long time ago, mấy không? Giống như rất là giá trị. Anyway, ông giải nghĩa như vậy nè. Khi mà stock đi xuống như vậy á, là có nghĩa là Black Friday của stock, của thị trường chứng khoán, thì những cái người khác á, người ta run sợ, người ta đi bán, tại người ta không hiểu cái thị trường của Mỹ, mà người ta không có tự tin do cái sự đầu tư của người ta không có bỏ vô S&P, mà người ta bỏ vô something, cái nó đi xuống 20-30%, cái người ta lo, cái người ta bán rút ra, tôi thà tôi lấy lại bao nhiêu còn bao nhiêu, thà lỗ nhiêu đây còn bao nhiêu, chứ không thôi đi luôn, thí dụ vậy đó. Còn ổng thì ông nói ai mà hên có tiền sẵn để ở ngoài, thì lúc mà kinh tế đi xuống như vậy là Black Friday, là mình súng vô mình mua, mà mình mua những cái good, thí dụ như S&P hay là những cái hãng mà lớn, thí dụ như Apple, IBM, Amazon, mình súng vô mình mua, rồi là mình đợi 6 tháng 1 năm kinh tế trở lại bình thường, thì lúc đó là không phải Black Friday nữa, là mình mua giá nó cao. Thì lúc mình mua Black Friday là rất là thấp, là chưa gì ở trong vòng 6 tháng 1 năm là mình ít nhất cũng lời 20-30%, tại vì kinh tế nó lên trở lại, các bạn thấy không? Thì ông nói lúc kinh tế đi xuống người ta lo sợ thì mình là người mừng, tại vì mình được Black Friday, hiện giờ stock đang sell, các bạn hiểu không? Còn lúc mà nó đang lên á, thì là người ta đang vui, lúc đó mình lo sợ, tại vì mình phải suy nghĩ nếu mà mình muốn ra thì là phải ra lúc nào, sớm quá thì là hơi hơi uổng. Nếu mà mình có thời gian dài, mình chỉ thấy ồ tôi có một đống tiền, nhưng mà cái đó chỉ là trên giấy tờ thôi, mình chưa có bán, khi nào mà bán mới, mới mới ra cái tiền. Nhưng mà tại ổng có nhiều tiền thì ổng làm vậy, chứ mình không có tiền nhiều khi mình để vô mình sợ nó ô nó tuột nó mất trắng hết trơn cái mất trắng anh hiểu không? Bởi vậy anh mới giải nghĩa cái tiền mà đầu tư không có phải cái tiền đó mà để cho năm sau con đi học, các bạn biết không? Các bạn phải có tiền emergency, rồi 1.000, mình nói sơ lại nha, 1.000 emergency xong rồi để dành 3 tới 6 tháng xài cho tiền, mà tiền bill, tiền đồ, tiền tiền nhà, tiền cửa rồi ở dưới 3 tới 6 tháng, sau cái đó rồi dư ra, nếu mà cần liền thì bỏ vô CD, có gì rút ra CD, nếu mà không có biết lâu thì bỏ cầu thang, có nghĩa cái 3 tháng, cái 6 tháng, cái 9 tháng, cái càng cao nó càng nhiều, cái này nó vừa hết cái mình không cần, mình lấy ra mình đập lên cái kia, cầu thang cầu thang cầu thang, rồi sau đó nữa tiền nó còn dư khúc sau là tiền ít, không có đụng đến, không có đụng đến cho 3 tới 5 năm, thì lấy cái đó đầu tư vô S&P hay là something else, những cái gì mà nó aggressive hơn, có nghĩa là ngầu hơn, có thể mau mọc tiền hơn. Các bạn biết không, mình có nói thêm về cái vụ mà về hưu đó, thì có một cái gọi là Roth IRA, cái đó là tiền về hưu mình tự mở và mình đóng tiền sau khi thuế, có nghĩa là tiền lấy trong túi mình ra mình đóng. Thì là hiện tại nếu mà mình dưới 50 tuổi thì là mình có thể đóng được 6.500 một năm maximum, còn nếu mà mình trên 50 tuổi thì nó cho mình đóng maximum 7.500. Là cái đó là sau khi mình lãnh là tiền lời mình lấy ra là mình không có bị đóng thuế gì Tiền hết lời đó phải không không? không đóng thuế, tiền lời không đóng thuế cho tới suốt đời luôn, để nó hoài vậy. Vậy nếu mình có nhiều tiền mình cũng không để được vô nhiều. Nó No, chỉ cho. maximum là nếu mà người dưới 50 tuổi thì là 6.500 một năm, nhưng mà em có thể bỏ 6.500 cùng một lúc hay là từ từ, ai đâu mà có tiền nhiều đâu mà bỏ, tại vì tiền này tiền sau thuế, thấy không? Mà cái này là tiền về hưu cá nhân, mình tự mở riêng cho mình, chứ không phải là 401k là trong hãng. Cái này trong hãng là tiền trước thuế. Em thấy nếu mà mình có tiền ít ít á, thì mình bỏ vô cái đó được. Tại vì cái đó sau này có lời gì mình cũng không có đóng thế, em thấy được hơn. Còn người có nhiều tiền thì người ta bỏ vô cái phần kia. No, nhưng mà anh cũng có nói là mình phải suy nghĩ là hiện tại mình đang đóng thuế cao hay đóng thuế thấp. Vậy thì giờ coi lại cái video kia đi để mình nói đây nữa là nó video trên đây nha các bạn. Là anh Tâm đã nói cái đó rồi. Ok, tới đây mình xong tạm dừng nha các bạn.
Xin các bạn thích cái video này thì các bạn share với mọi người dùm nha. Nếu ai mà có những cái idea gì hay về đầu tư, về hưu thì bỏ vô cái phần comment dùm nha. Cái này mình cũng muốn học hỏi thêm đó. Cái nói thực thật nói về cái phần đầu tư investment finance này là các bạn thì nó rất là nhiều chi tiết. Thành ra khi mà mình nhớ tới đâu mình nói tới đó và có ai hỏi câu nào thì mình tìm hiểu, mình trả lời, nếu mình biết thì mình trả lời liền. Chứ cái này sự thật nó mỗi cái hoàn cảnh mỗi người nó mỗi khác. Ok, thank you các bạn nhiều nha. Bye bye. Bây giờ tạm biệt các bạn ha. Bye bye.